Bé sớm đi em đúng không? Anh nói đúng rồi đó. Đó là ông nói đúng không? Đó. Em vì thương ảnh nên em chiều ảnh á. Chứ thấy cái thời mà hồi xưa lúc mà em chưa có ý định lập gia đình á, thật sự là em cũng không nghĩ là em muốn sanh em bé đâu. Mà thì sau khi đám cưới với ảnh, sau khi gặp ảnh, sau khi thương ảnh thì em rất là muốn có em bé cho ảnh. Mà đã có chưa? Dạ chưa, thì em chưa. Xong chương trình này sẽ có. Ông mụ đang rảnh rang quá ở biết vụ đó không? Dạ chưa. Em có nghe, em có nghe vụ đó. Nên háo hức lên chương trình này lắm đó. Rồi. Em á, em có hồi hộp không? Cái mà giống như là mình gọi là ăn cơm trước kẽn á, em có hồi hộp không? Giống như là hồi mình mới lớn không? Có chứ chị. Em cũng run lắm. Còn em... Nguyên có run không? em cũng sợ em... vụ đó lắm. Lúc đó thì nó quên luôn cái rung luôn rồi. Quên luôn rồi. Sau đêm đó thì sao? Ông nó mắc cỡ hoài à. Sau đêm đó thì cứ đều đều. Thì vẫn còn những sẽ có những đêm sau nữa chứ anh. Vui lắm đúng không anh Nguyên hả? Dạ. Em không biết như thế nào, em chỉ biết là cứ mà vào 3 ra 7 thôi. Trời ơi. Chị, em chào. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Dạ. Mời anh chị giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trương Hoàng Nguyên. Hôm nay em 44 tuổi, làm tài xế. Em tên là Nguyễn Ngọc Cẩm Tú. Em thì làm công việc văn phòng. Em năm nay vừa được đúng 40. Chào anh Nguyên. Chắc mình với bạn là bằng tuổi nhau đó. Em là sinh năm 80 đó. Ôi em nhỏ hơn anh tuổi. Cái cơ duyên nào hai em gặp nhau? Tụi em gặp nhau thì có lẽ là cũng tại sân khấu này. Bạn muốn hẹn hò? Dạ. Vậy là bao lâu rồi cưng? Quay hình là hôm 16 tháng 5 năm 2019 đó. Lúc đó chị chưa có làm đúng không? Dạ, dạ. Lúc đó còn năm thư. Gần một năm đúng không? Dạ, dạ gần một năm. Dạ, gần một quá. Năm. Nói chung là nhờ chương trình đó mà dạ, chương trình Vợ Chồng Son lại có một câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng ngày hôm nay. Đúng không? Trước tiên phải cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Thì ấn tượng của em về vợ em như thế nào? Em thì ấn tượng vợ em là lúc em thấy rất là xinh. Lúc đầu thì em có nghe là nói là 39 tuổi. Lúc mà mở rào ra em nghĩ không phải là 39 thôi. Tuổi này cỡ 34-35 thôi. Nghe đã không? Rất là xinh. Thật sự mà lúc đó em cũng không biết nói gì luôn. Cứng họng luôn đúng không? Thế còn em thì sao khi em gặp chồng em? Cảm xúc em sao có giống như trong tưởng tượng của em không? Nó hoàn toàn gần giống như cái trí tưởng tượng của em luôn. Dạ. Có thể là cái... hơn nữa chứ. Khi mà chưa có kéo cái rào ra đó, thì khi mà nói chuyện hai bên á, là giống như là những cái gì mà mình mong muốn, cảm thấy là thích hợp hết rồi. Từ tính tình, công việc cho tới cái vấn đề đạo giáo của hai bên nó đều tương hợp hết trơn luôn. Mà tuổi hai đứa em cũng lớn nữa, nên là em đã coi như là ưng 80% rồi. Ôi như vậy là coi như là cái ấn tượng về đầu tiên về nhau là coi như là rất là đẹp rồi. Dạ. Mà sau chương trình thì sao? Ai là người chủ động coi như là hẹn hò? Kéo rèm ra là tụi em bấm nút rồi này nọ. Thì đi về á, cùng đi với gia đình hai bên, cùng nhau đi ăn. Rồi nói chuyện với nhau cũng rất là hợp tính luôn. Bố mẹ ảnh hiền lắm. Không, mà... cũng đến chính là... Cái bữa đi xem là có hai bác đi coi luôn. Có anh, bữa hôm đó là có bố với má em, có cả chị hai nữa. Rồi cái thời gian bao lâu thì tụi em cảm thấy là tụi em thực sự là yêu nhau? Sau bao lâu từ cái lúc mà bấm nút đó? Nói chung là ảnh thì là hợp tình với em rồi đó. Đi chơi gặp mặt qua lại gia đình cũng một vài lần xong rồi chắc tầm khoảng 2 tháng. Nói chung lúc đó là đầu vô cũng... chủ yếu là nói chuyện cho nó hợp tính. Mình cũng không phải là đánh nhanh rút gọn gì. Nhưng mà tụi em cũng đề cập tới vấn đề là sau khi bấm nút là sẽ tìm hiểu rồi sẽ tiến tới hôn nhân luôn. Riêng cảm xúc của em á là tầm khoảng sau 2 tháng, sau những lần tới nhà ảnh rồi đi chơi với ảnh, rồi nhìn cách ảnh chăm sóc em, cách ảnh cư xử với bố mẹ em, em bắt đầu em thích ảnh rất là nhiều. 2 tháng. Dạ. Rồi tới 2 tháng mới biết rằng là có nghĩa là quyết định là đây là người đàn ông. Dạ, quyết định là mình sẽ kết hôn với người này. Nhưng mà anh Nguyên thì có sớm hơn không? Tháng rưỡi hay là không? Em thì cỡ nửa tháng à. Nửa tháng là thấm đòn rồi đúng không? Tại em thấy cái cô gái là quá cái sự tưởng tượng luôn. Em thấy là nửa tháng thôi. Rồi muốn hỏi nè, cái nụ hôn đầu tiên đó là sau bao nhiêu lâu kể từ khi coi như là cái ngày mà bấm nút? Dạ chắc em nhớ không lầm thì chắc cũng tầm đâu chừng hơn tháng là cùng à. Tại vì có như vậy nè, mẹ em á thì dạy học buổi chiều á là mẹ em vẫn còn dạy một số đứa trẻ mà 4-5 tuổi đây nó tập viết á chị. Thời điểm đó là cứ một tuần là ít nhất cũng phải 3-4 ngày á là ảnh đi qua nhà em chơi là chủ yếu là ăn cơm với bố mẹ em luôn. Khi mà tới á thì là mẹ em vẫn còn đang dạy học, thường đa số là sẽ hai đứa sẽ lên lầu trên nhà em có ban công á thì ngồi chơi, ngồi nói chuyện, xong rồi chắc là
khung cảnh cũng hơi hữu tình. Cũng có trồng một ít hoa trên ban công, đèn tối tối nên hôn nhau. Cái gì tới nó cũng tới. Dạ. Bao lâu thì cưới nè? Tụi em cưới là ngày 27 tháng 10 vừa rồi luôn á chị. Sau đó là khoảng chừng 4 tháng. Tôi là quyết định yêu nhau, quen nhau là cưới vài luôn. Tháng là cưới, một đó tháng là sau là cưới. Chưa tới 5 tháng luôn là cưới luôn đó. Chắc là hai người giữ cho nhau đến ngày cưới luôn đúng không? Dạ, dạ, cái đó thì còn hên xui. Quy định là trước đúng không? Dạ, tại tụi em cũng lấy quan niệm là lớn tuổi rồi. Những không, cái vụ đó là biết rồi, cứ lặp đi lặp lại hoài cái vụ lớn tuổi hoài à. Thật ra là hai đứa chết. Em muốn có em bé sớm nên là anh cố gắng. Anh gợi ý đúng không? Anh gợi cố ý gắng. Em ơi, mình có em bé sớm đi em đúng không? Anh nói đúng rồi đó. Đó là ông nói đúng không? Đó. Em mình vì thương ảnh nên em chiều ảnh á. Chứ thấy cái thời mà hồi xưa lúc mà em chưa có ý định lập gia đình á, thật sự là em cũng không nghĩ là em muốn sinh em bé đâu. Mà đấy, sau khi đám cưới với ảnh, sau khi gặp ảnh, sau khi thương ảnh thì em rất là muốn có em bé cho ảnh. Mà đã có chưa? Dạ chưa, thì em chưa. Xong chương trình này sẽ có. Ông mụ đang rảnh rang quá ở. Biết vụ đó không? Dạ chưa. Em có nghe, em có nghe vụ đó. Nên háo hức làm chương trình này lắm đó. Rồi. Em á, em có hồi hộp không? Cái mà giống như là mình gọi là ăn cơm trước kẽn á, em có hồi hộp không? Giống như là hồi mình mới lớn không? Có chứ chị, em cũng run lắm. Còn em... Nguyên có run không? em cũng sợ em... vụ đó lắm. Lúc đó thì nó quên luôn cái run luôn rồi. Quên luôn rồi. Sau đêm đó thì sao? Ông nó mắc cỡ hoài à. Sau đêm đó thì cứ đều đều. Thì vẫn còn những sẽ có những đêm sau nữa chứ anh. Vui lắm đúng không anh Nguyên hả? Dạ. Em không biết như thế nào, em chỉ biết là cứ mà vào ba ra bảy thôi. Trời ơi. À thôi vậy cũng mơ với em bé lắm à. Đó. Chung cái là có liền á. Yên tâm cứ hoạt động đều đều nha. Rồi có hai bạn cứ yêu nhau như vậy là nó cứ suôn sẻ tới lúc cưới luôn chứ không có cái biến cố, không có cái gì hết à? Dạ đúng rồi chị. Mọi thứ đều suôn sẻ hết. Dạ. Đúng không? Ba mẹ rồi bây bên... giờ là hai người là lấy nhau rồi thì ở đâu? Ở bên nhà chồng hay ở bên nhà vợ? Giờ đang ở bên nhà anh. Cái ở bên nhà chồng thì thuận lợi về mọi thứ không? Dạ bình thường. Giữa em với mẹ chồng là vui vẻ. Dạ gia đình nhà chồng em là kêu bằng hài hước lắm. Gia đình hài hước lắm không? Gia đình em cũng hài hước, gia đình chồng càng hài hước hơn nữa. Đó, bây giờ son sao, quá sao? Mà son quá mà giờ có tật xấu sao vậy? Anh ấy có tật xấu gì không người đẹp? Tật xấu. Anh em có tật xấu gì anh kể em trước đi. Tật xấu của cái chị ấy. Tật xấu của vợ em thì mới cưới về thì cũng được cỡ 5-6 tháng thôi. Em không thấy được nhiều gì hết mà chỉ có một cái thôi. Ăn cơm, mỗi lần ăn cơm cứ mà vừa múc lên được một muỗng cơm là kế bên cái điện thoại ngồi bấm. Mê điện thoại. Trời ơi, cứ ngồi bấm cái điện thoại mà nhiều khi mà em ngồi em khều. Ăn cơm đi vợ. Mà cứ ngồi bấm hoài. Lâu lâu cũng hơi càm ràm em tí. Càm ràm, mê điện thoại. Dạ. Chứ lại nè, chồng làm tài xế. Không. Hay mấy bà vợ hay ghen lắm. Cô ấy có ghen không? Ông vợ em thì em nghĩ là vợ em là tuyệt đối tin tưởng em. Em chạy xe thì em cũng chạy xung quanh Sài Gòn thôi. Nhưng mà đó giờ không có ghen hả? Có chứ thì chị. Tin tưởng em nhưng mà chắc chắn là có ghen. Đó thì bây giờ kể đi. Đó cái câu chuyện ghen sao? Đó giờ có câu chuyện ghen nào không? Thôi em bây giờ... ghen bu vơ à. Em ghen bu vơ tại vì nói thật ra là ảnh cũng chưa có gì. Nhưng mà em thích nói liên thuyên vậy đó. Em cứ ghen bu vơ. Xong rồi mỗi lần ảnh lên Facebook cái em liếc qua là đang thấy cái livestream bán hàng của mấy cô trên mạng á, mà mấy có một vài cô bán hàng livestream thì mặc đồ hay thử đồ hở cái ủa coi gì vậy? Anh thề anh không có follow, anh không có lít mấy cái này, anh em không biết tại sao mà nó lại hiện lên cái Facebook của anh. Nói đâu có, anh phải làm cái gì đó rồi nó mới có hiện lên Facebook của anh chứ không có làm sao mà có. Thì cuối cùng là anh coi đồ hay anh mua đồ? Coi hàng hay là mua hàng? Yeah. Đó em dở quá sao em nói luôn coi hàng để mua cho em. Em ơi, không có đâu chị, không hề, ảnh không có mua. Em cũng hay thích mua hàng online. Ảnh ngược lại, ảnh còn càm ràm em à. Mỗi lần mà em mua, nhiều khi em mua em phải giấu á. Tại vì sao mua xong rồi cứ hỏi em tiền ship bao nhiêu vậy? Mua cái này hết bao nhiêu tiền vậy? Mà mua mắc quá là ảnh la đó. Đó, thật xấu nãy giờ đó là hay coi Facebook mà những cái trang bán đồ của các cô gái. Không biết, em cũng không biết tại sao mà cứ hiện lên Facebook của ảnh nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mở lên là thấy có. Rồi hả, em sợ lạnh. Thật sự là hồi xưa trước mà chưa lấy chồng em ở bên nhà em là không có máy lạnh. Có nghĩa là mấy chục năm nay là em không có biết xài máy lạnh. Chỉ khi nào vô công ty thì nó có máy lạnh phất phất thôi. Chứ phòng ngủ của em là không có máy lạnh. Nên là cái thời điểm mà
mới về nhà bên nhà chồng ở đó, trong phòng của chồng là có máy lạnh nên là em lạnh lắm, tối nào mà em chỉ cần bước vô trong phòng mà lên ngủ là bắt đầu em chùm mền rồi, em chùm lên tới cổ luôn. Cái anh nằm kế bên thì cũng coi tivi, em thì bấm điện thoại gì vậy đó. Cái tự nhiên nói trời em ơi anh cũng lạnh quá, anh cũng lạnh quá, cái anh lấy cái mền anh chùm vô. Anh chùm thì em cũng vô tư thôi, em không có nghĩ gì hết. Tự nhiên em thấy cái mền chùm qua đầu em luôn. Xong rồi một cái nữa em không thở được luôn. Em không thở được luôn. Rồi ông làm gì? Anh cứ tưởng tượng đi, một cái mùi nó kinh khủng khiếp, em không thở được luôn. Mà chuyên môn vậy. Mà nhiều ông chồng bị cái tật đó lắm. Cái đó là thú vui của mấy vui. Ông. Ừ, thú vui. Có tật xấu gì nữa không? Có hay nhõng nhẽo rồi, có hay mè nheo được. Có. Trời ơi. Tối nào cũng nhõng nhẽo. Anh từ hồi lấy vợ xong là anh suốt ngày anh cứ đau đầu. Đau đầu xong rồi đau vai. Đau vai xong rồi đau chân. Đau toàn thân luôn. Cái em cũng cười cười, nói hình như là chết rồi, hình như là lỗi của em hay sao á. Tại sao lúc anh chưa lấy vợ anh không có đau cái gì hết, người anh rất là mạnh khỏe. Từ khi anh lấy vợ về cứ đêm nào anh cũng đau đầu, đau vai, đau chân, cứ lúc nào anh cũng đau. Đó. Em có biết là em có bóp không? Có chứ. Thì ý em nói ra là đau đau vậy đấy, cho mày bà xã mát xa chứ. Nũng nhiễu tức là nũng nịu, nhõng nhẽo để mà bóc lột sức lao động của vợ. Thì em có cái tật á, dạng như cũng hay tủi thân. Mấy ngày trước là có cái buổi tối anh kêu em là anh bị đau chân, anh kêu em bóp cái chân cho ảnh, em bóp chừng đất chừng 15-20 phút á. Cái em nói thôi nghỉ nha, tại vì một hồi cái mỏi tay thì chưa hết, thôi làm thêm tí nữa đi. Xong rồi cái em cũng ngồi làm xong rồi cái em không có nói gì hết. Rất tự nhiên tủi thân, tôi thử coi, tôi không lên tiếng coi tới chừng nào anh mới kêu tôi ngừng. Ôi em ngồi em cắm cúi em bóp. Em vừa bóp mà em vừa giống như là kêu ngừng đi mà không ngừng. Mà mình thì mình cũng như là mình biết cái tính đó là mình khổ cho mình thôi. Tại vì mình tự ái kiểu đó thì mình khổ cho mình. Mình tự khổ. Nhưng mà vẫn lì. Em cứ ngồi bóp chân. Chị biết không, một lát hả, gần một tiếng rưỡi luôn. Em bóp cái hạt cốt, mấy đầu ngón tay em đỏ luôn. Xong tới lúc đó là cũng 11 giờ rưỡi là sắp đi ngủ, mới nói là thôi đi ngủ. Má trời, rừng luôn đấy. Để thử coi đợi coi tới chừng nào anh mới kêu em ngừng, mà tưởng gì anh không kêu luôn. Mà ổng vẫn còn thức hả? Thì hai đứa cùng thức. Đâu, nhưng mà lúc đó... Tại vì anh tưởng tượng trong đầu á là lúc bóp hồ quay lên thấy ổng ngủ rồi. Không, em ngồi em liếc với anh. Liếc em thử coi là anh có đi ngủ hay không. Nhưng mà tại vì lúc đó đang coi tivi, không có ngủ. Tâm lý của anh Nguyên lúc đó là sướng muốn chết luôn, nghĩ sao mà kêu ngưng đúng không? Đó. Cái thứ hai nữa là tưởng đâu là vợ mình nữa, như là thì em cứ tưởng thích là massage, thích massage. Em đâu có biết đâu. Có nhu cầu ghiền massage cho chồng. Đó, cho nên thôi đừng có tự ái kiểu thôi, đó. Thôi cái đó thực ra cũng phải tật xấu, hai vợ chồng tự điều tiết được. Bây giờ em mong anh thay đổi điều gì? Em bây giờ chỉ muốn là ảnh giống như là ảnh nó có cái tật cũng hơi bị nóng tính. Nhiều khi cứ có những cái câu nói á, mình dùng cái tông giọng nó bình thường thôi thì là nó sẽ mang một ý nghĩa khác. Mà khi mà giống như chị lên cái tông giọng cái là nó sẽ nghe một ý nghĩa khác. Nên là nhiều khi á, trong cái cách nói chuyện em biết chồng em không có ý gì hết. Không phải riêng nói chuyện với em đâu, nói chuyện với mọi người xung quanh nữa. Nhưng mà do cái giọng, cái cách nói á, em nghĩ là sẽ gây cái sự khó chịu cho người khác. Muốn chồng em là cứ chầm chầm tính vậy, hạ bình, cái volume xuống, hạ bình xuống tí. Tiếc là quan trọng là âm lượng giọng nói. Đúng rồi. Em thì sao, em mong vợ em thay đổi điều gì? Thì lúc cưới về em chỉ thấy vợ em có mỗi cái tính xấu là ngồi bấm điện thoại, còn bao nhiêu là thật sự là bao nhiêu em đều là thấy bớt tốt. Bấm điện thoại lại nhưng đúng mà không? Mỗi lần mà cổ bấm cái điện thoại vậy là có bao giờ anh Nguyên thể hiện cái âm lượng nó lớn quá cổ không? Ông chưa bao giờ. Không bao giờ lớn tiếng với vợ đúng không? Dạ, thật sự. Anh chưa bao giờ. Ừ. Thì có nghĩa là giờ anh chỉ mong em là bớt điện thoại để chi. Nói nhẹ ông thôi. Ghen với cái điện thoại. Ông ghen đấy em, chứ không phải đơn giản đâu, vợ chồng son mà. Tại sao không nhìn mặt tôi mà nhìn điện thoại? Phải tự nhiên em coi cái điện thoại hơn tôi đâu có được. Dạ đúng rồi chị. Em có nói ủa hai có hai vợ chồng mình ngồi ăn cơm với nhau mà tại sao em ngồi bấm cái điện thoại vậy, anh ngồi anh ăn cơm mà sao mình. Ừ, tự nhiên anh không bằng cái điện thoại sao? Dạ. Rồi còn em á thì đó thì chị thấy cái mong muốn của anh vậy là cũng được. Còn á, cái vụ âm lượng thì đúng là tại chắc ngồi trong xe hơi cho nên chắc nói chắc người ngoài người ta cũng không nghe đúng không? Người không. Ngoài ta không nghe, chỉ có vợ em nghe về sao mới kinh nghiệm rồi. Ừ, cho nên vợ cảm thấy hơi hốt hoảng. Tại phụ nữ sợ ăn to nói lớn lắm. Chị mà nghe ai nói lớn á chị cũng hoảng hốt lắm. Mà cái đó nó sẽ tạo gì biết không? Mình không yên tâm là nếu như mình không có cái bên chồng mình á, sợ chồng mình hay nóng sảng với những người xung quanh á, rồi có chuyện gì xảy ra. Đó là cái điều mà chị sợ. Đó là chị đó. Đó thì chị nghĩ là vợ em chắc cũng giống như chị thôi. Thôi hai chồng điều tiết cái chuyện đó nha. Nhưng mà cái mục đích lớn nhất của hai người lên đây á, là chị nghĩ rằng sẽ mong muốn có một đứa con, đúng không nhỉ? Đúng không?
Cho nên bây giờ chương trình Vợ Chồng Son chúng ta xin nhường cái sân khấu này lại cho ông Vũ. Bất thuận 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 thuận. Trời ơi, áp lực quá, áp lực quá hả? Nó nghe này, trước tiên có chút là muốn hỏi nè, anh Quyên anh có hút thuốc không? Dạ có. Có nhậu không? Ảnh không phải là không nhậu mà là ảnh ít, ví dụ như một lon hai lon đó. Rồi. Là trong gia đình hoặc xã giao. Rồi trước chưa... tiên thì có trường khuyên nha, nên hạn chế thuốc lá, nếu được bỏ luôn trong cái giai đoạn mà muốn có con nha. Uống bia hạn chế luôn. Hôm nay là rất cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Hả, Quốc Thượng cũng chúc cho hai anh chị sức khỏe luôn luôn khỏe mạnh ha. Cuộc dạ. sống luôn luôn vui vẻ. Và đặc biệt là không lâu, một tháng sau bác sĩ báo tin vui ha. Qua năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Yeah, có dạ. cái là báo liền nha. Dạ, người dạ. chị cũng trông theo tụi em luôn á. Tụi em cảm ơn anh Quốc Thượng. Dạ. Rồi xin cảm ơn.